Lại ỏi e. Sao gọi Annabelle suốt không được ta? Để gọi nhóc xem nào. Alo, nhóc đấy hả? Mọi chuyện ok cả chứ? Không ok lắm anh ơi. Bọn em đang bị lạc đường. Mà có khi là bị kẹt ở đây mất rồi. Hả? Mắc kẹt là sao? Bọn em đang ở chỗ nào ấy? Ở đây toàn cát với biển. Chị Phi Yến thì bị bom gần. Mà em thì không biết đi xe hơi. Chị Annabelle đâu rồi? Ý anh là An Chi đâu rồi? Anh gọi hoài không được. Bọn em đã gặp chị Chi với anh Phong đâu. Hai người đó đi với nhau mà. Annabelle đi cùng Nam Phong á? Này. Nhóc thử gọi họ xem họ đang ở đâu. Nhanh lên, tôi không ổn rồi. Quay anh lại đi. Anh cả em cũng đang... Cậu quay lại nhanh lên không kịp rồi. Cậu quay lại đi. Nhanh. Thả em ra. Đâu. Nhanh. Này. Nhóc. Annabelle đi cùng Nam Phong trong khi hai đứa kia lại lạc ở biển. Sao giống như ông trời sắp đặt thế nhỉ? Chuyến công tác bây giờ lại biến thành cuộc hẹn hò riêng tư bên bờ biển đêm lung linh lãng mạn. Hai trái tim nhận ra nhau rồi nối lại tình xưa. Ok, định mệnh. Nam Phong, anh nhìn đằng kia kìa, có thấy bãi đá đó không? Anh thấy làm sao? Sao là sao? Thì tôi thấy rất là phù hợp với lại concept Back to Basic của mình mà. Vậy hả? Tôi thấy nó cũng khá đẹp đó. Ủa? Dễ ở trong đó luôn rồi kìa. Mà sao không chụp hình luôn đi, chứ dễ chi cho mất công vậy? Thuật ngữ chuyên môn, người ta gọi cái này là vẽ sketch. Thì ra là vậy. Tôi thấy anh vẽ còn đẹp hơn đó là khung cảnh thiệt ở bên ngoài luôn á. Tôi sẽ dùng thật ít màu sắc, cũng như những đạo cụ thật đơn giản, để cho tất cả mọi thứ sẽ hòa quyện vào thiên nhiên một cách tuyệt đối. Qua đó, tôi cũng muốn nói lên sự nhỏ bé và cô đơn của con người trước thiên nhiên hùng vĩ như thế này. Sẽ ý nghĩa hơn nếu có thêm những bức thư ha. Bức thư? Thì khi con người ta cô đơn, họ sẽ muốn chia sẻ với một ai đó nhất. Tôi thì lại nghĩ là viết thư thì sẽ hay hơn là gọi một cuộc điện thoại. Anh có nghĩ vậy không? Nhân vật trong bức hình có thể là một mình, nhưng mà ít nhất anh ta vẫn có ai đó để nghĩ tới, để chia sẻ và để gửi một bức thư. Và khi màn đêm xuống, anh ta sẽ đốt lửa để sưởi ấm, uống một tách trà nóng do tự tay mình đun và chụp hình bằng chiếc máy ảnh Polaroid cổ điển. Bên bếp lửa, xiên cá nướng đã chín vàng như mời gọi, tan trong đầu lưỡi là vị béo ngậy của cá hòa quyện cùng vị ngọt thơm của ly rượu vang trắng. Và rồi anh ta sẽ viết thư cho người mình yêu thương để nói rằng anh muốn được cùng em tận hưởng những điều thú vị này một ngày nào đó. Sau những bộn bề của cuộc sống thì con người sẽ luôn tìm đến những cái gì đơn giản nhất và ý nghĩa nhất, và nghĩ về những người mà họ cảm thấy yêu thương nhất. Đó cũng chính là tinh thần của bộ hình Back to Basic mà chúng ta muốn thực hiện. Tôi nói gì sai hả? Lẽ ra là không nên nói những điều không đáng nói. Tôi thấy ý tưởng bức thư của cô hay mà. Hả? Thật ra tôi cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn với nhiều biến cố của gia đình.
Và để vượt qua điều đó, tôi đã viết thư mỗi ngày cho một người bạn mà tôi yêu thương nhất. Khi gia đình của tôi qua Mỹ định cư, nói thật, tôi không thể nào hòa nhập với tất cả mọi người xung quanh được. Niềm vui mỗi ngày của tôi khi đó là chờ đợi những bức thư từ Việt Nam gửi qua của một người bạn. Cho đến một ngày, cô ấy không còn hồi âm lại những bức thư của tôi nữa. Và kể từ đó, tôi lại phải đối mặt với những khó khăn một mình trong suốt một thời gian dài. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là anh có nhiều chuyện buồn tới như vậy. Trời ơi, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Tôi thấy ý tưởng bức thư của cô rất hay. Và tôi nghĩ concept Back to Basic á, sẽ cảm xúc dễ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu sử dụng ý tưởng của cô đó. Chúc mừng. Tôi giải tiếp đây. Em từ bao lâu anh chưa từng nói. Ở đằng kia con chó dễ thương quá, không biết là đực hay cái ha. Chó ơi, chó ơi chơi. Chơi theo và dẫn lối em đi. Chó dễ thương quá. Bác tên gì anh? Bác Cha đó. Bác Cha hả? Bác Cha ơi, vậy là An Chi nè. Làm quen nha. Rồi, bye bye em nha, đi chơi vui nha. Bye bye. Đêm bên anh giữ ấm con tim anh ra ba. Em xua tan đi màn đêm u tối khiến con tim anh buông bà đùng. Alo. Dạ, sếp Nam Phong đã chọn được bối cảnh rồi. Có gì em chụp hình lại cho chị coi nha. Dạ, em biết rồi. Em chào chị. An Chi. Hả? Tôi chụp xong rồi. Mình về thôi. Sao cô cứ nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì hả? Không phải. Mà đây là lần đầu tiên luôn á. Đầu tiên gì? Lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Vậy hả? Chứ từ trước đến giờ anh toàn kêu là này cô trợ lý, này cô trợ lý. Vậy không á. Tôi làm gì có. Có mà. Này cô trợ lý. Này cô trợ lý. Này cô trợ lý. Nhưng vẫn còn hơn có những người suốt ngày gọi tôi là cuồng phong đáng ghét. Tôi nghe thấy hết nha. Cuồng phong mới đúng chứ, Nam Phong cái gì mà Nam Phong. Trịnh Cuồng Phong. Không bao giờ nhắc tới cái tên Cuồng Phong đáng ghét đó nữa. Cuồng Phong đáng ghét, Cuồng Phong đáng ghét. Còn cái tên Cuồng Phong đáng ghét đó là cái thá gì mà dám chửi tôi là đồ không có não hả? Cái tên đó không phải là tôi đặt đâu. Chắc là anh nghe lộn á. Thôi, tôi đói rồi. Đi ăn đi. Nè, chắc là anh nghe lộn á. Chứ tôi không bao giờ gọi anh như vậy đâu. Sao cô lại gọi tôi là cuồng phong đáng ghét? Tôi có nói vậy bao giờ đâu. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Đền bù cho tôi 1 tỷ đi. Hả? Nào đâu ra 1 tỷ? Tôi bán tôi còn chưa đủ 1 tỷ nữa mà. Anh làm gì vậy? Tôi không ăn được hành và ngò. Hành ngò có gì ngon đâu mà ai cũng bỏ vô đồ ăn vậy ta. Cô cười gì vậy? Tại nhìn anh tôi nhớ đến một người bạn á mà. Xong rồi, ăn thôi. Ừ.
bỏ cục Rubik ở đây vậy? Nè, anh biết chơi trò này không? Đi làm cho anh coi nha. Nè, tôi làm được một mặt rồi đó, thấy tôi thông minh không? Gì vậy? Xếp được một mặt mà cũng là thông minh hả? Hả? Coi tôi chơi nè, từ đây. Nè. Gì chứ cái trò này, kỷ lục của tôi là 27 giây đó, nhìn nè. 27 giây hả? Trời ơi, nhanh dữ vậy? Xong. Hả? Này gọi là xong hả? Ừ. Anh bị bệnh lừa đảo hả? Chứ anh ráp vậy mà anh kêu xong. Anh có biết á, cái trò này á, chỉ có người thông minh mới chơi được hay không? Ý cô nói là tôi không thông minh hả? Xin lỗi đi, trí thông minh của tôi á chỉ dùng vào những trò cao siêu hơn thôi. Còn trò con nít này hả, tôi không quan tâm. Những trò con nít á, có khi người lớn cũng phải bó tay đó nha. Giờ thử đưa cho anh giải mấy bài toán lớp 1 coi. Khóc luôn á. Ngày xưa tôi cũng học giỏi lắm đó. Suốt ngày chỉ có học, học, học. Không có một trò gì để chơi hết á. Ừ, cũng đúng. Còn đến thời bây giờ, đủ thứ để chơi á. Lên mạng cái là có phim coi nè, chơi game nè. Chứ đâu như mình hồi xưa đâu ha. Ừ, tôi nhớ hồi đó chỉ có một chương trình thiếu nhi duy nhất, chỉ lúc 7 giờ tối. Cái chương trình gì mà sao tự nhiên tôi quên tên rồi ta? Hình hiệu của nó là những em bé đi ra, sau đó biến thành những bông hoa. Em bé đi ra biến thành những bông hoa. Ê ê ê ê, có phải là tu 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 tu? Đúng rồi đó, đó là cái chương trình những bông hoa nhỏ. Mà tôi nhớ rằng là cái nhạc hiệu cô hát sai rồi, nó phải là tiên 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 tiên. Trời ơi, cái đó là đoạn cuối, còn đoạn đầu phải là tu 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 tu. Không phải, là tiên 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 tu mà. Tu 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 tu. Nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thời đó theo cô nghĩ là Mắt Ngọc. Tích tích tắc. Không, lúc đó là mọi người theo dõi Mắt Ngọc mà. Tích tích tắc. Mắt Ngọc. Cô có coi phim truyền hình không? Có chứ, bộ phim mà tôi thích nhất đó chứ. Hoàng Châu Cách Cách. Sao anh biết hay vậy? Thì tôi cũng coi phim đó mà. Một nhân vật hoạt hình nổi tiếng nước Nga với một câu nói rất nổi tiếng, đó là Nu Bakuchi. Anh có biết trong bộ phim hoạt hình đó tôi cực kỳ thích con thỏ luôn á. Tôi sẽ làm con thỏ trong bộ phim hoạt hình đó. Còn tôi á sẽ làm con sói. Anh là con sói hả? Anh có biết con thỏ của tôi không? Con thỏ ăn cỏ uống nước chưa vô hang. À con sói sợ quá sợ. Hồi nhỏ anh có chơi trò quảnh tù xì không? Tất nhiên là có rồi. Búng lỗ tai. Ok. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Yeah. Đưa tay đây. Xin lỗi quý khách. Xin lỗi anh. Đã đến giờ nhà hàng đóng cửa. Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ về luôn. Dạ. Chúng ta đã ngồi đây lâu như vậy rồi hả? Thời gian trôi qua nhanh quá ha. Giờ thì mình đứng dậy về ha. Tôi vẫn chưa cảm ơn cô chuyện hôm trước. Chuyện hôm trước? Cảm ơn cô nhiều nha. Đâu có gì đâu. Mà sao cô không thắc mắc tại sao hôm đó tôi lại bị như vậy hả? Thiệt ra là tôi... Đó có lẽ là biến cố lớn nhất trong đời của tôi. Mẹ tôi bị tai nạn.
ba mất trong một đêm mưa tầm tã như vậy. Và kể từ đó, mỗi khi trời mưa, tôi lại bị ám ảnh bởi tai nạn đó, đến nỗi không thể nào lái xe được. Tôi cũng đã tự đi điều trị tâm lý một thời gian, và cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn. Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng hôm đó tôi lại bị như vậy. Sao tự dưng tôi lại kể cho cô nghe những chuyện bí mật của tôi như vậy chứ? Hay là trong đồ ăn lúc nãy có rượu đó? Wow, bầu trời hôm nay đẹp quá. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá hả? Đẹp quá đi. Sao kim kìa? Hả? Cả đằng xa kia nữa. Sao bắt đầu đó? Chùm sao Thiên Vương. Ở Sài Gòn chắc chẳng bao giờ đủ sao như vậy đâu. Thoải mái quá đi. Giờ tôi mới biết đằng sau vỏ bọc lạnh lùng mà anh ta đang cố tạo ra thì vẫn là một cậu bé Nam Phong đáng yêu ngày nào mà. Có lẽ là tôi đã sai khi mà cố gắng lẩn trốn anh ta. Nếu lúc đó tôi dám bước đến trước mặt anh ta thì có lẽ chúng ta đã có thể cùng nhau cười đùa thoải mái như buổi tối hôm nay rồi. Nam Phong mà, có lẽ là lúc này mình rất được muốn nói với Phong sự thật mà mình đã cố gắng che giấu suốt những ngày qua. Mình chính là Võ An Chi, là mối tình đầu của Phong nè. Mình muốn nói tất cả ngay lúc này. Alo, tôi nghe đây. Dạ, bọn em bị lạc đường ạ. Mà chị Phi ấy lại bị trật khớp nữa, nên là phải ra bệnh viện mang bó tạm lại ạ. Dạ, bọn em đang ở nhà xe ạ. Em xin phép sếp cho về trước ạ. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Dạ em xin lỗi sếp ạ. Hẹn gặp sếp ở tòa soạn ạ. Cứ tưởng là bị chửi cơ chứ. Kỳ lạ thật đấy. Thế tại sao tự nhiên lại chạy? Bởi vì một cá chết ý. Một cá chết kinh mỏ sứ ý. Cậu không ngửi thấy ạ? Rồi, ngửi thấy mùi đấy. Đi. Một cá chết đi biết chưa? Cậu quay lại đi, nhanh nhanh. Cậu đây, quay đây, lại đây, đi. Đây đây, thả em ra, thả em ra. Đau đau nhanh, đau nhanh, đau. Nhanh nhanh nhanh. Chị ấy cũng đáng yêu phết đấy chứ nhở? Số mình đúng là đen đủi mà. Tự nhiên kế hoạch tiêu tan tanh bành rồi. Sao mà đen thế không biết nữa. Xấu hổ quá. Về ngủ trước đây nhá. Tôi với An Chi đi làm vài ly với nhau rồi về ngủ sau. Good night. Tôi nghĩ lại rồi, tôi thấy khác. Chúng tôi đã là anh em tình tiết Annabelle nhỉ? Không nào chứ. Hôm nay nhìn anh ta như một thiên thần ấy nhỉ? Anh Tùng. Giao phai, anh không phai đi. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Hay là nhìn tôi á làm anh nhớ tới cô em gái của anh đúng không?